Một vị thứ hai hỏi là: bạch thầy, cho con hỏi, tên con là Quỳnh Thị Hà, pháp danh là Tịnh Hà. Một, hiện nay con có bầu được hơn 4 tháng. Con là bé trai, dự kiến sinh con là ngày 19 tháng 7 năm 2017, năm Đinh Dậu. Con nhờ cậy thầy đặt tên cho con để con được nhờ phúc của thầy trở thành đứa con khỏe mạnh và hiếu đạo. Cái việc đầu tiên là chúc mừng đã. Chúc mừng cả vợ chồng gia đình này đã. Thế còn á, sinh con và đặt tên á, theo các cụ ngày xưa là gì, không được đặt tên trước. Nó khó nuôi. Đây là cái kinh nghiệm của các cụ đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ cũng có nói về, vì ngày xưa Ngài hay giảng về thầy chùa là bùa làng. Cho nên Ngài thường hay dạy những cái chuyện rất là đơn giản trong cuộc sống cho tăng ni học, tăng ni sinh chúng tôi, để sau này khi lớn lên đi chủ trì một ngôi chùa thì có những kinh nghiệm đó để xử lý. Mình làm bùa làng mà, thầy chùa là bùa làng mà mình họ hỏi cái gì mình không biết thì đó làm sao gọi là bùa làng được. Bùa làm sao, tức là nghĩa là khi dân họ có chuyện gì không an, họ ra hỏi sư phải giải quyết được hết cho gì, cho dân thì họ được an tâm để làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống thì đó gọi là bùa. Cái lá bùa của làng đó chính là gì? Dân có chuyện gì ra thắc mắc hoặc là bất an, thậm chí là có chuyện về tâm linh, sư đều giải quyết được hết, thì đó chính là cái lá bùa tốt nhất của bảo hộ cho toàn dân ở trong làng, trong xã đó, cho tín đồ Phật tử của mình đó. Cho nên Đức Pháp Chủ ngày xưa Ngài giảng những cái thâm sâu thì cũng có, mà những cái ngay tại cuộc sống gì cũng không thiếu. Cho nên Ngài nói với chúng tôi, Ngài tôi nhớ là ngày đó Ngài nói là cái trường hợp Phật tử sau này đến có xin đặt tên cho con cho cái thì phải sinh ra mới đặt, và cũng nên bảo các Phật tử nên sinh con ra mới đặt tên, chứ đừng có đặt trước. Đặt tên trước, cái thứ nhất là gì, lúc sinh lúc nở các thứ nó khó, rồi sau này nó cũng đứa trẻ nó cái gì cũng khó nuôi nữa. Đấy là những cái kinh nghiệm mà truyền từ các cụ, các tổ truyền sang cho chúng tôi, thì chúng tôi thấy là cái đó từ trước đến nay, cho nên tôi chưa bao giờ đặt tên cho ai chưa sinh cả, sinh ra mới đặt. Cũng đặt cho rất nhiều người rồi. Các quý vị có thể chỉ cần nhắn tin và gọi điện về, tôi không nghe điện được thì cứ gọi cho bên văn phòng, cho phòng thông tin hay là cho các vị thị giả, hỏi tên bố tên mẹ là được. Xong rồi tôi đặt cho mấy cái tên mà chọn. Tất nhiên tên thì chúng tôi đặt tên thì có thể nó cũng có hay hơn đấy. Vì sao? Vì chúng tôi biết cái ý nghĩa của chữ Hán. Và cái tên, mỗi cái tên nó đều có ý nghĩa của nó, thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Chứ có cái tên dài dằng dặc ra mà ý nghĩa thì chả có cái gì cả. Đó, xem cái tính cách của cái con người đó nữa thì được thì càng tốt.